Hello, xin chào anh em. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video review chi tiết cái sản phẩm GSB 185 ly và máy khoan pin cải tiến mới của Boss, rất là cạnh tranh với những cái thương hiệu đang có trên thị trường. Thì đây là một cái máy khoan có chế độ khoan búa. Thì anh em có thể mua các phiên bản là thân máy, một pin và hai pin tùy theo cái nhu cầu của mình. Hôm nay mình sẽ review nó với cục pin 4A. Đây là cục pin mà không có đi kèm theo máy, mình chỉ review cho anh em xem thôi. Thì cái con này về ngoại hình thì anh em thấy nó được thiết kế rất là gọn luôn so với những cái hãng khác, và nó cũng rất là nhẹ, trọng lượng nó chỉ tầm khoảng 1kg thôi cho một cái sản phẩm như thế này. Đầu kẹp là Autolock 13 ly kim loại, anh em yên tâm mà xài. Con này nó sẽ có cho mình 3 chế độ khoan bắt dít và khoan búa. Ngoài ra thì máy trang bị cho mình là 20+1 cấp độ trượt, 20+1 cấp độ trượt luôn nha em ha. Có đảo chiều, công tắc guarantee. Và nó trang bị cho mình luôn là hai cái chế độ tốc độ khác nhau. Ở chế độ cao là 1900 vòng trên 1 phút, còn ở chế độ thấp là 550 vòng trên 1 phút, đó là tốc độ tối đa. Máy thì nó chỉ có cho mình một cái đèn LED, so với những cái hiệu khác thì cái đèn LED của Boss có vẻ là không bằng. Và đây cũng là một cái tính năng không quá quan trọng đối với một cái sản phẩm máy khoan pin. Tại vì khi anh em xài thì đa phần anh em sẽ sử dụng trong cái điều kiện có sáng. Và thứ hai thì anh em cũng có thể hoàn toàn sử dụng được với một cái đèn LED như thế này. Ok, nói nhiều về sản phẩm thì cũng sẽ không làm cho anh em cảm thấy hấp dẫn. Thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem bằng những cái mũi khoan sau đây. Rồi, đây là tất cả những mũi khoan mà mình sẽ test trong ngày hôm nay. Mũi khoan đầu tiên mình sẽ sử dụng đó là một cái mũi khoan gỗ anh em nha. Đây là mũi khoan gỗ của ai mình cũng không cần quan tâm. Mũi khoan gỗ 8 ly và mình sẽ chỉnh qua chế độ là khoan anh em nha. Bây giờ mình sẽ khoan cho anh em nha. Và đây là mình sẽ khoan trên cái bề mặt hai chất liệu, một là gỗ thông, hai là gỗ sồi. Anh em sẽ cùng nhau xem nha. Đây là một cái khúc gỗ thông, mình sẽ khoan cho anh em xem nha. Quá nhẹ nhàng luôn anh em ha. Máy này đầu kẹp nó tới 13 ly lần anh em nha, và tốc độ là 1900. Vô một mũi nữa, 5 mũi. Đây là gỗ sồi nha anh em nha. Con lành chưa? Tiếp theo là mũi 10 ly khoan gỗ. Gỗ sồi. Anh em thấy khi mình khoan gỗ sồi 10 ly với mũi khoan 10 ly này thì khi mà nó gần hết á thì nó bị khất một cái, nó dừng lại đó, và chúng ta phải lùi cái mũi khoan lại thì chúng ta mới khoan lũng qua thì anh em xem để xem xét được cái độ mạnh của cái máy khoan này ha. Tiếp theo là mũi 10 ly Stoem, mũi khoan rút. Ok, mũi này nó sẽ tự rút vô nha anh em nha. Anh hãy thấy là nãy giờ mình đang sử dụng cái máy này bằng một tay nha. Một tay nha. Đó. Rồi ok, chúng ta sẽ qua cái miếng gỗ này.
Đây anh em thấy khi mà nó khoan mũi 10 ly đụng vô chất liệu gỗ hơi cứng thì nó sẽ hơi như vậy. Bây giờ mình sẽ thử là mình đổi cục pin, tại vì cục pin này nó còn có một chấm thôi, biết đâu là nó hết pin em nha. Đây pin 3 chấm bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nha. Vậy vấn đề không nằm ở pin nha mọi người nha, nắm mình. Vấn đề không phải nằm ở pin mà vấn đề là nằm ở sức mạnh của cái máy này. Khi anh em khoan những cái mũi khoan gỗ có cái độ siết mạnh và trên nền gỗ cứng thì những cái máy khoan này nó sẽ không khoan mượt ở dòng mũi 10 ly. Anh em thấy không? Nè, phôi nó không ra hết. Đó, đó. Anh em phải lùi nó về. Đó, ok. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. 18 ly, mũi này là mũi khoan lỗ tròn. Ok. Rất là cứng nha mọi người. Đây là cái độ dày miếng gỗ của chúng ta. Mọi người có thể xem cái mặt cắt của miếng gỗ thì anh em có thể đoán được cái miếng gỗ này là một cái miếng gỗ rất là cứng. Nó mới có cái bề mặt như thế này. Tức là khi lúc mà cắt cái lưỡi cưa để cắt ra được miếng gỗ này ngay cái mắt nè. Đó. Nên nó cắt cũng rất là khó và anh em thấy mũi khoan mình khoan cũng thời gian rất lâu và máy hoàn toàn không bị đứng nha, không bị đứng. Bây giờ mình sẽ test một cái mũi lớn hơn nữa nha. Tiếp theo là mũi 35 ly, mũi heo lơ. Vô. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái này. Này mới khó nè anh em nha. Anh em thấy ở đây mình có khoan hai lỗ trước, đây là cái máy GSR 150V với một lực kéo là 150 N. Con này lực kéo là 45 N thì chúng ta sẽ cùng nhau xem nhé. Người xem cái lỗ khoan nè, bóng lưỡng luôn, bóng lưỡng luôn, thì mọi người hiểu là cái gỗ này nó cứng cỡ nào. Wow, tiếp tục nha mọi người nha. Em đã thấy sau những cái bài test về gỗ, mình đã khoan tổng cộng cho anh em là 5 cái mũi khoan gỗ, thì anh em có thể đánh giá được cái độ mạnh của máy khoan này. Cái máy này hồi nãy giờ trong lúc mình test đều nằm ở tốc độ cao. Khi mà anh em bật qua tốc độ cao thì lực kéo nó không phải là 45 N mà nó sẽ nhỏ hơn như vậy. Mình nghĩ tầm đâu khoảng 30 N thôi, nhưng nó đã khoảng, tức là nó đã giải quyết được cái vấn đề của đa phần anh em khi chúng ta đi làm. Và bây giờ mình sẽ giải quyết cái vấn đề thứ hai, đó là khoan tường. Máy này có chế độ khoan búa, vậy thì nó khoan búa có ổn hay không? Thì bây giờ mình sẽ test cho anh em là hai cái tính năng. Một là anh em khoan tường,
2 là anh em khai bê tông. Đây là tường, tường này là tường 10. Tường này có gạch men. Và mình sẽ khoan cho anh em xem nha. Mình đang chạy chế độ khoan búa. Và mình đang sử dụng một tay. Mũi này là mũi 8 ly. Và anh em thấy nó hoàn thành rất là dễ dàng. Mình sẽ không cần phải dùng mũi hai tay để có thể khoan được. Và đặc biệt như anh em nào mà làm mà kiểu bật ngược lên như thế này thì cái máy này sẽ rất là tiện trong cái việc anh em làm như vậy luôn, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ nặng nề hơn là mình sẽ khoan cho một cục bê tông. Cục bê tông này là cục bê tông test, tức là nó rất là cứng. Ok, đây là một cục bê tông test lấy ra từ công trường, thì mình sẽ khoan lên cho anh em xem. Thì cục này anh em thấy là ngoài nó có xi măng thì nó có đá nữa nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ khoan xem là nó có khoan nổi cái cục bê tông này không nhá. Bê tông này đặt luôn nha. Hơi quá, cái mũi vẫn còn xài được. Tiếp tục nha mọi người nha. Anh em thấy là máy rất là mạnh, khoan hồi nãy giờ luôn mà nó vẫn có thể đảm bảo cho anh em rất là tốt. Em thấy dữ chưa? Thì mình nghĩ mình khoan như vậy thôi nó cũng đủ đánh giá anh em rồi. Thì cái máy này được thiết kế ra không phải cho cái công việc khoan bê tông anh em nha. Đây là một cái tác vụ lâu lâu mới xài, còn đa phần anh em sẽ khoan tường như thế này. Và mình sẽ khoan lại một lỗ khác cho anh em xem nhé. Rất nhẹ nhàng rất là nhẹ nhàng và tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần cuối cùng nhận xét về cái máy khoan này nhé. Như anh em đã xem từ đầu video tới bây giờ thì mình đã test rất là nhiều cái bài test cho sản phẩm này. Riêng hai bài test mà mình không test đó là khoan sắt và bắn vít. Lý do tại vì hai cái tác vụ đó nó nhẹ hơn nhiều so với những cái tác vụ hồi nãy giờ mình đã test cho anh em. Vì vậy việc test nó sẽ mất thời gian và không cần có ý nghĩa. Nên là mình chỉ cần xem những bài test về khoan mũi gỗ mình đã biết được cái lực moment xoắn của nó đạt mức độ như thế nào. Thì trên tay mình đó là hai con GSB và GSR. Hai mã này chỉ khác nhau duy nhất ở cái điểm là cái con GSB đó thì nó có búa và GSR thì nó không búa. Về lực xiết hai con như nhau. Và để cho anh em có thể dễ dàng hình dung hơn về cái sản phẩm này nó nhỏ như thế nào thì ở đây mình có một cái phiên bản nữa là con GSR 150C. Thì với con GSR 150C này thì anh em thấy nó giống như là một anh cả gia đình vậy đó. Và đây là hai đứa em, một đứa tay trái, một đứa tay phải nó mạnh hơn, nó có búa, còn tay trái thì nó yếu hơn. Yếu hơn ở đây là yếu hơn là nó thiếu được cái tính năng là khoan búa thôi. Nhưng anh em hoàn toàn có thể sử dụng để khoan tường. Thì mình sẽ có một cái bài test cho anh em về khả năng khoan của cái sản phẩm này bằng mũi khoan tường của thương hiệu Boss luôn, để anh em có thể yên tâm mà xài. Thì máy này nó sẽ có 3 cái phiên bản. Anh em có thể xem giá bằng cách anh em xem trên màn hình hoặc là website Sò Mọc ha. Thì phiên bản đầu tiên là phiên bản solo, tức nghĩa là không có pin sạc. Với phiên bản này thì anh em sẽ dùng chung với những dòng pin 18V của Boss mà anh em đã có. 2V, 2A, 4A hoặc là 5A đều xài được. Nói chung là Boss thì 18V là xài được với nhau hết. Thứ hai là anh em có thể mua phiên bản một máy một pin một sạc. Thì một máy một pin một sạc thì nó sẽ bao gồm một cục pin 2A như thế này, một cái máy như thế này và một cái cục sạc, sạc nó là sạc thường đây. Thì với một cái phiên bản như thế này là cái phiên bản mà mình thấy nhiều anh em lựa chọn nhất với mức giá tầm đâu đó khoảng 3,3 triệu trở xuống.
mà mình đã sở hữu được một cái máy khoan pin chính hãng không than của Bosch, bảo hành cho anh em chính hãng là 6 tháng. Ngoài ra nếu anh em muốn nâng cấp thì anh em mua phiên bản 2 pin, một máy 2 pin một sạc. Và đặc biệt là Bosch đang có một cái chương trình rất là hấp dẫn khi anh em mua những cái dòng máy này nè. Ví dụ anh em mua một cái thân máy này cộng với một thân máy này thì khi anh em được kích hoạt trên cái ứng dụng BeConnect của Bosch á, anh em sẽ được tặng một pin 4A. Đây là một cái chương trình cực hấp dẫn và kéo dài đến ngày 30 tháng 6. Anh em đừng bỏ qua cơ hội này nha. Và ngoài cái chương trình đó thì sẽ không có còn nữa. Anh em có thể mua cái bộ này một máy pin một sạc, xong đó chúng ta có thể mua thêm một cái thân, chẳng hạn như thân con máy bắt dít này. Có một khách hàng của mình đã mua như vậy thì ảnh sẽ được tặng thêm một cái cục pin 4A. Đó, anh em thấy đây là một cái chương trình rất là lời luôn. Rồi, bỏ qua chương trình này thì đánh giá tổng hợp lại thì Bosch GSB-185Li là một đối thủ vô cùng nặng ký với những cái thương hiệu hiện tại như là Makita hay là Dewar. Đây là một sản phẩm mà Bosch đã rơi ra một thời điểm hơi muộn màng. Mình nói là hơi muộn màng so với những cái hãng hiện tại trên thị trường. Lý do là tại vì Bosch đã bị một số đối thủ bỏ khá là xa trong cái lĩnh vực máy pin này. Hãng vẫn duy trì những cái dòng máy pin cũ như GSB-180Li hoặc GSB-120Li. Những dòng máy đó nó mắc tiền mà có than và mức giá lại ngang ngửa những dòng máy không than với những thương hiệu hiện tại. Bosch đã ra con GSB-185Li này quá hay. Và đó là điều Bosch phải làm, và mình nghĩ Bosch sẽ cải tiến thêm những sản phẩm tương tự với mức giá cạnh tranh hơn, ngon hơn. Bosch thì luôn có mức giá cao hơn những cái thương hiệu khác. Lý do là Bosch là một cái thương hiệu của Đức. Con này sản xuất tại Malaysia anh em nha, tại Malaysia. Thì một cái thương hiệu chính hãng rất là lâu năm, và họ để ra một sản phẩm họ phải nghiên cứu rất là nhiều để họ ra một sản phẩm, nên nó tốn tiền, tiền nghiên cứu, tiền bản quyền này nọ nữa anh em nha. Đó là những anh em mua về sau thì mình nghĩ là anh em sẽ được cái giá tốt hơn, tại vì khi mà họ đạt đến một cái volume bán hàng nào đó mà nó đã bù lại cái tiền nghiên cứu của họ rồi thì những cái sản phẩm tiếp theo giá nó sẽ tốt hơn anh em nha. Rồi, mình là Vinh. Nếu anh em muốn mua sản phẩm này có thể vô website store.lamoc.vn hoặc anh em đến trực tiếp 234 đường Bình Thới, phường 10, quận 11, Hồ Chí Minh. Có 3 lựa chọn cho anh em chọn: thân máy, một pin và hai pin. Xin chào và hẹn gặp lại.